Về già bỗng dưng hừng hực chuyện ấy có sao không? Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và y học giới tính. Rất vui được đồng hành. Vừa qua tôi có nhận được một câu hỏi như thế này: tôi 55 tuổi, chồng tôi 68 tuổi, nhưng khoảng gần 2 năm nay chuyện chăn gối của ông có nhiều thay đổi. Ngày nào chồng cũng đòi hỏi tôi. Trước đây chuyện đó chỉ khoảng 3 đến 5 lần một tháng. Chồng tôi hồi xuân, nhưng tôi đã mãn kinh 6-7 năm nay rồi. Tôi khuyên chồng đi khám nhưng ông ấy từ chối. Bác sĩ cho tôi hỏi ở độ tuổi 70, khi chuyện ấy khỏe lại thì có phải là bất thường hay không? Trước khi trả lời câu hỏi này, cho tôi hỏi những anh trên 50 tuổi đang xem video này có còn sinh hoạt với vợ chồng hay không? Hãy cùng chia sẻ với bác sĩ nhé! Trên thực tế, tình dục là nhu cầu bản năng của mỗi con người, như cơm ăn, nước uống. Tùy độ tuổi thì có những nhu cầu tình dục khác nhau. Tăng ham muốn tình dục ở người già không phải là hiếm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ này ở nam giới còn nhiều hơn ở nữ giới, bởi vì buồng trứng ở phụ nữ thường lão hóa và giảm hormone estrogen nên họ thường suy giảm ham muốn. Còn nam giới, việc suy giảm nội tiết tố chậm hơn. Trường hợp này chưa thể đánh giá được là có đáng lo ngại không, mà còn tùy thuộc vào từng thể trạng con người cụ thể. Những bệnh nhân đến khám than phiền họ nghĩ về tình dục quá nhiều. Gần đây nhất, tôi gặp bệnh nhân 65 tuổi, khi về hưu lại thấy ham muốn tình dục nhiều hơn, khả năng cương cứng tốt hơn. Nếu trước đây mỗi tuần hoặc cả tháng bệnh nhân thường chỉ quan hệ 1 đến 2 lần, hiện tại ngày nào ông cũng muốn có ham muốn tình dục. Bệnh nhân sợ ảnh hưởng sức khỏe chung nên tìm bác sĩ tư vấn. Trường hợp khác là năm bệnh nhân 80 tuổi được con cái đưa đến khám vì đột nhiên có nhu cầu tình dục cao. Người thân cho biết 2 năm nay ông luôn có ý nghĩ quan hệ tình dục. Con cháu sợ các hành vi tình dục lệch lạc, lệch chuẩn nên tìm tới bác sĩ để hỗ trợ điều trị. Nguyên nhân tăng ham muốn ở nam giới trên 60 tuổi là do nhiều yếu tố. Họ được giảm bớt các căng thẳng về công việc, con cái đã trưởng thành, họ có thời gian dành cho bản thân, với vợ, với bạn tình nhiều hơn. Hoặc ở độ tuổi 60, cánh mào râu bắt đầu tập luyện, họ cảm thấy bản thân mình khỏe khoắn, yêu đời, tăng ham muốn tình dục hơn, hay vợ của họ đang trong giai đoạn hồi xuân cũng kích thích chồng tăng ham muốn. Trường hợp ham muốn tình dục tăng cao do bệnh lý, trong đầu luôn thôi thúc quan hệ tình dục, nhưng rối loạn hành vi tình dục, nghiện xem phim người lớn, xuất hiện được các bệnh lý nội tiết như cường giáp, u tuyến yên, khiến nhu cầu tình dục của họ cũng cao lên. Ngoài ra, nam giới cũng có thêm những rối loạn về tiểu tiện, vã mồ hôi, v.v. nên nghĩ tới những bất thường ở cơ quan sinh dục nam trong những trường hợp như vậy. Vì vậy, người không có kiến thức về tình dục thường tự ti, sợ hãi, lo lắng. Khi người thân gặp họ có hành vi lạ, đã động viên đi khám. Nếu bị rối loạn hành vi tình dục do bệnh lý, họ không thể tự kìm hãm được. Khi có các biểu hiện bất thường, bệnh nhân nên đi khám bởi các bác sĩ nam khoa để tìm ra nguyên nhân. Các bác sĩ sẽ điều trị, cân bằng ham muốn và đảm bảo sức khỏe ổn định. Trường hợp chồng đang tăng ham muốn tình dục bất thường, người vợ cần chia sẻ. Chị em nên bỏ tư tưởng về già chuyện ấy sẽ chấm hết. Nếu gặp những trục trặc trong chuyện ấy, hoặc các vấn đề về rối loạn cương dương, xuất tinh sớm trong khi nhu cầu vẫn cao, hay cần tư vấn tần suất như thế nào cho đủ, các biện pháp yêu an toàn, tránh ảnh hưởng tới xương khớp, các bệnh lý đi kèm theo, các bạn có thể liên hệ với tôi và đội ngũ cộng sự sẽ đồng hành và giúp đỡ các bạn một cách tốt nhất. Bởi vì việc quan hệ tình dục ở người lớn tuổi thay đổi theo điều kiện tâm sinh lý của họ. Đặc biệt, người lớn tuổi duy trì được sinh hoạt vợ chồng đều đặn cũng là cách giúp cho họ khỏe khoắn hơn, yêu đời hơn và tuổi thọ được kéo dài hơn. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với tôi để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.